ICO là viết tắt của Initial Coinofferin, một phương tiện không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh crypto currency mới. Một chương trình khuyến mãi cổ phiếu được sử dụng bởi các công ty mới thành lập để bỏ qua quá trình huy động vốn khắt khe và quy định theo yêu cầu của các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc các ngân hàng. Trong một chiến dịch của ICO, tỷ lệ phần trăm của crypto currency được bán cho những người ủng hộ sớm của dự án để đổi lấy hợp đồng mua bán hợp pháp hoặc những crypto currency khác, nhưng thường là Bitcoin. Khi một công ty kinh doanh crypto currency bắt đầu kiếm tiền thông qua ICO, họ thường tạo ra một kế hoạch về một báo cáo định rõ dự án là gì, nhu cầu dự án sẽ ra sao sau khi hoàn thành, bao nhiêu tiền cần thiết để thực hiện liên doanh, bao nhiêu phần của token những người tiên phong của dự án sẽ giữ cho mình, loại tiền được chấp nhận và bao lâu ICO sẽ chạy chiến dịch. Trong chiến dịch ICO, những người đam mê và người ủng hộ sáng kiến của công ty mua một số crypto quyền phân phối với fiat hoặc tiền ảo. Những đồng quyền này được gọi là các token và tương tự như cổ phiếu của một công ty được bán cho các nhà đầu tư trong giao dịch đấu thầu công khai lần đầu, ICO. Nếu số tiền thu được không đáp ứng các khoản tiền tối thiểu mà công ty yêu cầu, tiền sẽ được trả lại cho người đỡ đầu và ICO được coi là không thành công. Nếu yêu cầu về quỹ được đáp ứng trong khung thời gian được chỉ định, số tiền được huy động sẽ được sử dụng để bắt đầu kế hoạch mới hoặc sẽ hoàn thành. Các nhà đầu tư ban đầu trong hoạt động thường có động lực để mua các crypto quyến với hy vọng rằng kế hoạch này sẽ thành công sau khi nó được tung ra thị trường, có thể chuyển thành giá trị crypto quyến cao hơn so với những gì họ mua nó trước khi dự án được bắt đầu. Kiểu như mua trước khi đưa lên sàn giao dịch, để kiếm được lợi nhuận cao hơn. Một ví dụ về dự án ICO thành công mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư sớm là nền tảng hợp đồng thông minh gọi là Ethereum có Ether như là đồng tiền quyền chính. Vào năm 2014, dự án Ethereum đã được công bố và ICO của nó đã huy động được 18 triệu đô la. Dự án này đã được đưa vào sử dụng vào năm 2015 và đến năm 2016 giá trị gia tăng lên tới 14 đô la với mức vốn hóa thị trường trên 1 tỷ đô la. ICO tương tự như ICO và cơ giáo phân đính. Giống như ICO, cổ phần của công ty khởi nghiệp hoặc công ty được bán để gây quỹ cho các hoạt động của tổ chức trong một hoạt động của ICO. Tuy nhiên, ICO thì cần đối phó với luật pháp. ICO đối phó với những người ủng hộ muốn đầu tư vào một dự án mới giống như một sự kiện cơ giáo phân đính. Trong khi các khoản tiền huy động trong chiến dịch thứ hai về cơ bản quyên góp. Vì những lý do này, ICO được gọi là giao xa lẹ. Mặc dù có các giao dịch ICO thành công và ICO đã sẵn sàng là những công cụ đột phá trong kỷ nguyên số, nhưng các nhà đầu tư lại thận trọng vì một số ICO hoặc các chiến dịch quảng cáo thực sự là gian lận. Bởi vì các tổ chức gây quỹ này không được các cơ quan tài chính quy định như Ủy ban giao dịch chứng khoán. Các khoản tiền bị mất do các sáng kiến gian lận sẽ không bao giờ được phục hồi.